Hello các bạn ơi, hôm nay nhà em lại mua một cái đèn năng lượng mặt trời mới đây các bạn, của hãng JD, để mua về để xem coi như thế nào. Đây là một trong những cái đèn đường mà rất là khủng, khủng lắm luôn. Đây là cái cần đèn nha, con đo cho bà cái cần đèn này dài bao nhiêu. Đo từ đây tới đây nè, đây là cái cần đèn thôi mà nó bự vậy đó. Đây các bạn, đèn là đèn JD Z200 bao nhiêu đây, 83 cm. Cái cần đèn không là 83 cm. Đây là cái đèn nha các nhà, đèn Solarlight JD Z200 của hãng Zindian. Rồi, đây là cái hộp đèn. Còn đây là cái tấm pin siêu to khổng lồ, em phải đứng lên luôn à. Con đo cho ba một cái cạnh này là bao nhiêu cm? Cạnh đo qua đây, qua đây. Rồi, kích thước của tấm pin là 64 cm. Đây cả nhà. Rồi, 64 cm. Rồi, cạnh vuông bên này, cái này như vuông hay sao á, 64 cm. Đúng không? Này hơn một chút xíu nữa. Này dài hơn 67 cm. À, một bề 64, một bề 67. Còn đây là phía phía này là phía hộp điện này, rất là to đó nha. Còn đây là dây nối, đây là tấm pin đây. Để em nâng lên nha. Đây. Đẹp chưa? Đó, tấm pin poly màu xanh, rất là bự nha. Đây nè, có dán keo. Đây em quay to ra. Đó, một bề 63, một bề 67. Đây cái mặt bé xu đây. Đây, quá trời bự luôn, cái tấm pin quá trời bự luôn. Rồi, con lấy cái bọc ni lông con lót xuống đây chạy. Rồi, lấy lót đây. Đó, cái này mình mua giùm cho một người bạn thôi. Rồi, giờ để xem cắt bở, cắt cái giùm này, cắt kiểm hàng luôn. Cắt cái giùm kiểm hàng luôn rồi xong mình dán keo lại. Cắt bên hông nữa coi. Rồi bên hông nè, kiểm hàng giùm ở dưới này. Rồi lại đây, đây đây, kiểm hàng giùm người bạn. Không có cái gì không? Đây là giấy Solar Energy Series. Solar Energy mình sẽ chụp hình hết cái này cho các bạn sau ha. Nè, nó có quá trời loại luôn nè. Một nồi các loại đèn Solar Energy, đèn đường, đèn hầm bà lằng trong này. Một cuốn dây hàng chính hãng của Zindian. Warranty card thì là bảo hành. Đây cái đèn đây, nhưng mà chính của chúng ta. Rồi con mở lên đây đi, con bưng cái đèn lại. Nặng lắm. Ây trà, giống như chiếc đèn quá. Ây đồ, đẹp chưa, đèn siêu đẹp luôn cả nhà ơi. Đây có những cái quá trời chip led luôn, đếm bao nhiêu cái đây cũng biết nữa, nhiều quá. 1 2 3 4 5 6 6 1 2, 3. Ủa nó nhiều 7, quá 7. Nó nhiều quá. Thôi được rồi. Đây chữ Solarlight. Solarlight đó. Quá trời đẹp luôn. Đây GD. Này bằng nhôm. Nếu con quay được, con đứng lên con quay cho ba coi xung quanh nó đẹp làm sao. Đèn rất là đẹp. Đây là cục pin siêu bự luôn. Rồi và để ngừa lại. Bình ốc, con này có bình ốc đèn Zindian Z200. Mình có cái remote kia, con lấy cái remote kia đây đi, bà thử bật cái nó có sáng không, giống nhau mà, nó cùng một loại remote mà đúng không? Mở cái đèn ra, một trong hai cái. Đẹp quá trời đẹp luôn, cái đèn quá trời đẹp luôn, siêu bự luôn đó nhà ơi. Đó rồi, cái này là cái lắp với cần đèn đây. Quên nữa, còn này là cái giá lắp pin. Không, lấy cái đường trắng đó, lấy pin thôi, lấy pin thôi. Đây là cái đồ lắp pin, đây cái giá lắp pin này, nó cũng bự nữa. Này lắp cái này hả ta, đây cái giá này để về nè cả nhà. Xong rồi cái này nó mới bắt vô cái này, cái giá này ha, bắt vô cái bát hình vuông này. Ây chà, đây cái bát hình vuông này. Ủa đâu phải, ở đây cái bát hình vuông này nó sẽ cắm lên cái cột này nè, cái này nè,
Cái này nè, nó cắm lên cái đầu này để hướng tấm pin nè. Cái bát có 4 lỗ này nè cả nhà. Cái bát có 4 lỗ này. Hả? Pin nè, rồi đây chút lắp vào đây. Cái bát có 4 cái lỗ. 4 lỗ thì nó sẽ cắm vào trong này. Này, cái bát này 4 lỗ đây. Cái này. 4 lỗ này sẽ được cắm vào trong cái ô này. Xong đó còn cái cục kia lắp vào tấm pin. Cái đèn. Trời ơi nó bự. Rồi, thử luôn. Oh my god. À, rồi, có cái đồng hồ đo của ba đó, cái đồng hồ đo đâu mà. Cái đồng hồ đo đó. À, ấy cha, ôi cha ba, ấy da, ôi da. Sáng lắm cả nhà ơi. Sáng không những mà sáng mà là sáng trắng luôn á. Khoảng cách mình để khoảng cách 1 mét đi. Đó cái hộp đó con. Cái ngăn trên thôi, ngăn trên á. Con có máy đo đó. Rồi. Ôi ôi, nó sáng. Thấy chưa? Đây nó sáng quá trời luôn. Máy nhỏ nhỏ đó. Ui sáng lắm mọi người ơi. Đây nè. Ủa mọi người nhìn thấy sáng chưa? Ôi ơi nó sáng. Rồi cả nhà ơi, để sát vô tường con. Để cái đồng hồ đo sát vô tường, thấp xuống. Rồi bây giờ lấy được cái này ra để đo cả nhà, đo cái lumen có thấp. Rồi 1 mét là 1900 lumen.